Gần đây, dân tình đã được fan xỉu úp xỉu đau khi biết ca sĩ Di Băng phải trả tới 7,5 tỷ đồng để thái công thiết kế kiến trúc nội thất cho biệt thự rộng 640m². Được biết, chi phí nội thất cho căn biệt thự này lên tới khoảng 140 tỷ. Bên cạnh việc trầm trồ vì mức giá trên trời của thái công, nhiều người cũng tò mò xem Di Băng là ai mà có thể chơi lớn đến vậy. Di Băng, tên đầy đủ là Đoàn Di Băng, sinh năm 1990, cô thường được mọi người gọi là em gái Lý Hải vì từng tham gia MV Vườn Hạnh Phúc của nam ca sĩ này. Năm 2012, Đoàn Di Băng lên xe hoa với đại gia bất động sản Nguyễn Quốc Vũ. Đám cưới rình rang hết 3 tỷ thời điểm bấy giờ được đánh giá là không hề thua kém ngọc nữ Tăng Thanh Hà. Cô này sau đó được chồng đại gia yêu thương cưng chiều hết mực. Ông xã không tiếc tiền mua tặng Di Băng nhà, xe và đồ hiệu. Được biết, căn villa mà vợ chồng Di Băng sắp sửa tân trang rộng tới 640m², trị giá gần 200 tỷ đồng. Trước đây, khi Di Băng mang bầu cô con gái thứ hai, chồng đại gia cũng quyết định xây cho cô một căn biệt thự hoành tráng trị giá 22 tỷ đồng. Ngôi nhà nằm khu nhà giàu thuộc quận 7, có diện tích gần 300m². Căn nhà có tên Hanayuki House, ghép từ tên hai con gái của cô. Căn nhà này có nội thất vô cùng sang trọng với phong cách tân cổ điển. Mọi món đồ đều rất cầu kỳ và nhìn qua là biết siêu đắt đỏ. Khi bắt tay với Thái Công để tân trang căn villa mới, Di Băng chia sẻ: "Rất nhiều bạn khi biết Băng mời Quách Thái Công thiết kế cho căn nhà sắp tới thì hỏi rằng chi phí mời anh Công thiết kế cao không chị ơi? Thì đây, chi phí thiết kế không đây. Khúc này nhức đầu 1 thì khúc đặt đồ nội thất nhức đầu 100. Cơ mà bên anh Công không nhận phần xây thô, đau đầu tìm công ty xây dựng tương xứng với bên anh em cũng mệt quá cơ. Căn nhà cũ đã hoành tráng như này thì căn nhà mới hẳn sẽ khiến tất cả mọi người trầm trồ. Trong lúc chờ màn bắt tay của Thái Công và Di Băng cho dự án mới thì cùng ngắm những hình ảnh căn biệt thự 22 tỷ này nhé."